Sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hoa Kỳ. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Marie De Moore. Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp xuyên suốt 25 năm qua giữa Việt Nam Hoa Kỳ nói chung và Đà Nẵng với các địa phương Hoa Kỳ nói riêng. Với những tình cảm tốt đẹp đó, Đà Nẵng sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất cho các đối tác Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực, xây dựng mối quan hệ hữu nghị ngày càng bền chặt, sâu sắc, góp phần củng cố quan hệ đối tác toàn diện, ổn định và lâu dài giữa nhân dân hai nước. Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam Hoa Kỳ có những bước tiến và dấu son đáng nhớ trong những năm gần đây. Nổi bật trong đó, các cuộc gặp song phương cấp cao diễn ra thường xuyên và liên tục. Kim ngạch song phương từ mức 450 triệu đô la Mỹ năm 1995 đã tăng 170 lần lên 76 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và ở chiều ngược lại, du lịch đa lĩnh vực phát triển mạnh mẽ vượt bậc. Hơn thế nữa, hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ không chỉ giới hạn trong các vấn đề song phương mà còn mở rộng sang các vấn đề khu vực và toàn cầu, tạo nền tảng và cơ sở vững chắc cho ngoại giao nhân dân, quan hệ toàn diện, dài lâu trong tương lai.